Quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé. Và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Phát số với hình ảnh lem lúa của con gái Khánh Thi khi ở nhà với ba, khác xa lúc được mẹ chăm sóc. Quý vị tính giả thân mến nhìn hình ảnh con gái của Khánh Thi lem lúa khi ở nhà với ba, dân tình đã không thể nhịn được cười, vừa thương mà lại vừa yêu hết nấc. Mới đây Khánh Thi đã chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh so sánh hình ảnh cô bé Anna lúc ở nhà với ba và lúc ở nhà với mẹ khiến cho nhiều người thích thú. Có thể thấy, lúc ở nhà cùng với mẹ thì con gái Khánh Thi được ăn mặc xinh đẹp, đeo băng đô, nữ tính và trông rất sạch sẽ, gọn gàng. Trong khi đó, lúc ở nhà với bà Phan Hiển thì cô bé chỉ mặc bộ áo body, đơn giản, tóc tai thì bình thường và mặt mũi thì có chút lem lút. Ngay cả bức ảnh Khánh Thi chụp cho con, trông cũng có tâm và đầu tư hơn nhiều so với Phan Hiển. Khánh Thi tâm sự, ở nhà với ba và mẹ khác nhau là vậy, gia đình nào giống vậy thì cho ý kiến bài đăng lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa, hầu hết các fan đã có con đều tỏ ra đồng cảm với Khánh Thi. Đây không phải là trường hợp riêng của gia đình nữ hoàng dancebot mà dường như là tình huống chung xảy ra ở rất nhiều gia đình có con nhỏ những ai từng chứng kiến tình yêu đầy khó khăn trắc trở của khánh thi hẳn sẽ xúc động khi thấy cô được cả gia đình chồng đón chào yêu quý phải mất cả một chặng đường rất dài cô mới có thể chính thức bước chân vào đại gia đình nhà chồng theo đúng nghĩa và suốt chặng đường dài ấy điều khánh thi làm được không chỉ là sinh hạ những thiên thần nhỏ gia đình nhà phan hiển giàu có và bề thế đó là điều rất nhiều người biết nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong những khó khăn mà khánh thi gặp phải khi quyết định lựa chọn anh nhiều người vẫn cho rằng việc sinh hạ liên tiếp hai thiên thần nhỏ để mở ra cuộc sống mới cho Khánh Thi tại nhà chồng. Tất nhiên, đó cũng là một trong những lý do quan trọng. Chỉ cần nhìn vào cổ nhúc đầu lòng của Bi lanh lẹ, đáng yêu và giống hệt như Phan Hiển, người ta cũng hiểu được rằng vị thế của Khánh Thi đã hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Lý do quan trọng hơn để cả gia đình Phan Hiển chấp nhận Khánh Thi, một cách đầy thiện cảm có lẽ còn nằm ở chính Phan Hiển. Sự trưởng thành chững chạc của nam kiện tướng Densport sau hôn nhân dường như đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của gia đình anh về cô vợ hơn 12 tuổi. Khánh Thi tiết lộ điều thú vị giữa ông xã Phan Hiển và cô con gái 4 tháng tuổi. Mới đây trên trang cá nhân của Khánh Thi, Cô đã vui mừng chia sẻ khoảnh khắc siêu dễ thương của cô con gái Anna và tag tên ông xã Phan Hiển của mình. Nữ kiện tướng Danceport chia sẻ rằng ba Hiển và Anna Vương Diễm phải công nhận là mình đẻ thành công, ít nhất là làn da con gái không còn màu cà phê như ba nó. Hình chụp khi Anna 4 tháng tuổi, 15 ngày. Vừa tự hào vì sinh được con gái cân bụ bẩm xinh xắn, Khánh Thi đồng thời chọc kẹo ông xã có làn da ngăm đen. Qua hình ảnh Khánh Thi chia sẻ thì có thể thấy rằng dù mới 4 tháng tuổi thôi nhưng mà cô con gái thứ hai Anna Vương Diễm đã hiện rõ nét xinh xắn đáng yêu. Ấn tượng nhất là làn da trắng sứ và đôi mắt tròn xe giúp cô bé nổi bật hơn bố Phan Hiển rất nhiều vì anh chàng lại có nước da ngâm đen hơn. Khánh Thi và Phan Hiển là cặp vũ công nổi tiếng của làng thể thao Việt Nam. Người dư dắt và đưa Phan Hiển đến thành công trong nghề không ai khác chính là Khánh Thi. Sau này, chuyện tình cảm của họ khiến mọi người bất ngờ vì Phan Hiện kém Khánh Thi 12 tuổi. Đến năm 2015, cặp đôi quyết định về chung một nhà. Dù vấp phải nhiều ý kiến khác nhau, nhưng đến hiện tại cả hai vẫn chung sống rất hạnh phúc có lẽ hôn nhân cặp đôi càng trở nên viên mãn khi lần lượt đón những đứa con bé nhỏ chào đời trước đó khánh thi từng cho biết từ khi có thêm con gái anna cuộc sống của gia đình trở nên bận rộn hơn để chăm sóc tốt hai con vợ chồng cô phải phân chia nhau công việc và mẹ đẻ khánh thi cũng à, cùng với người giúp việc hỗ trợ cho cả hai mặc dù dành thời gian để chăm sóc cho con gái nhỏ nhưng mà khánh thi vẫn cố gắng phân chia để cho Kubi không cảm thấy bị thiệt thòi. Ông xã Phan Hiển đảm nhận việc đưa con và đi chơi với Kubi mỗi ngày. Trong khi đó thì Kubi cũng tỏ ra là một cậu anh cả rất là ngoan ngoãn và thương em gái. Phan Hiển mồ hôi nhễ nhại tóc tay bơ vờ chăm con khi Khánh thì đi vắng. Quý vị tính nhã thân mến, dù còn cá trẻ nhưng Phan Hiển luôn chứng minh được rằng mình có đủ bản lĩnh và sự tinh tế để làm chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Bởi đây trên trang Facebook cá nhân, kiện tướng Dancebox Khánh Thi vừa chia sẻ hình ảnh ông xã Phan Hiện tức bật chăm con khi vợ đi công tác, nhưng người không khỏi xúc động trước sự đảm đang của ông bố trẻ. Khánh Thi viết đầy xúc động, khi mẹ vắng nhà bà lo đủ thứ, dạy học trong con gái, lo cho Kobe Bi đi chơi cuối tuần, thương bà buồn cười vì ba nó xuống sắc tàn tạ dễ sợ. Tuy kém vợ đến 12 tuổi nhưng Phan Hiển luôn chứng tỏ mình là một người chồng, người cha bản lĩnh và trách nhiệm. Nam kiện tướng khéo léo, bé tiểu công chúa trên tay dỗ con ngủ, không chỉ giỏi chăm sóc con gái mới sinh, anh còn phụ trách trong nom, anh cả Kubi đang tuổi nghinh nghịch khi vợ vắng nhà. Dù rất vất vả nhưng nhìn vào ánh mắt của Phan Hiển, nhiều người hiểu rằng anh đang hạnh phúc với công việc này. Cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi trước sự đảm đang và khéo léo của ông bố hai con. Sinh non 2,2 kg thế mà chỉ sau 3 tháng, tiểu công chúa nhà Khánh Thi dễ thương không nhận ra. Thưa quý vị, cách đây ít giờ nữ kiện tướng Dancebox Khánh Thi chia sẻ đoạn clip vui đùa cùng con gái trên trang cá nhân. Tiểu công chúa 3 tháng tuổi Anna Phương Diễm trộm phía rất bụ bẩm và cứng cáp, dù trước đó chào đời trong tình trạng sinh non, chỉ nặng 2,2 kg. Trong clip, Anna liên tục cười tích mắt khi vui đùa cùng mẹ. Nụ cười hồn nhiên và đáng yêu của ái nữ nhà Khánh Thi khiến cư dân mạng cảm thấy vô cùng thích thú. Theo chia sẻ của nữ kiện tướng Dan Sport, thì cân nặng của Anna hiện đang là 6kg sau 3 tháng 16 ngày chào đời. Khánh Thiên nhận định dung mạo của con gái giống hệt con trai Kubi, quý tử đầu lòng của cô và ông xã Phan Hiển. Phan Hiển cho biết tôi stress trong việc dạy con, chăm sóc Khánh Thi và lo sự nghiệp của mình. Tối qua ngày 6 tháng 11, tập 2 chương trình Sao Họa Sau Kim lên sóng với một chủ đề thú vị và cần thiết trong hôn nhân nuôi dạy con như thế nào. Tham gia chủ đề trong tập này có sự xuất hiện hai cặp vợ chồng nghệ sĩ là Khánh Thi Phan Hiển, Quốc nghiệp Ngọc Mai. Tại đây, Khánh Thi và Phan Hiển rất xúc động chia sẻ chặng đường đến được với nhau và ở bên nhau suốt 15 năm qua của mình. Ngoài ra họ cũng có nhiều tranh luận về việc nuôi dạy con như thế nào cho đúng dưới tư cách của người cha và người mẹ. Giữa tôi và Hiển có thời gian làm việc giống nhau, cùng đi và cùng về, nhưng khi về bao giờ con tôi cũng hỏi mẹ đâu rồi. Khi tôi đến với nó, nó mới hỏi ba đâu rồi, sợ dĩ như vậy, vì Hiển thường tỏ ra mệt mỏi, hay nằm trên giường và ít dành thời gian cho con. Tôi rất cần sự dạy dỗ và nam tính của Phan Hiển để con mình có được những quyết định dứt khoát. Người đàn ông trong gia đình phải là người nuôi con, luôn bên con dạy dỗ và chính sự nam tính cương trực của họ mới tập cho con những quyết định dứt khoát trong cuộc sống hơn. Bây giờ con tôi mới 3 tuổi thôi, nên rất cần tình thương, khi nào đi học nó mới cần sự tự lập. Ở nhà, Hiển luôn bắt con ngủ đúng giờ, còn tôi lại thích chơi với con tận 11-12 giờ đêm. Tôi muốn cho con sự tự do, con phải hoạt động nhiều thì mới phát triển về trí óc được. Nói hơi quá nhưng tôi thấy chồng mình đôi khi hay bị vô trách nhiệm. Và tuy nhiên từ ngày tôi sinh con tôi càng thương chồng hơn. Nói tôi không được dạy con trai là hơi lạ, tôi còn dạy ra cha nó thì sao lại không được dạy nó. Đàn bà hay mẹ không tự tạo ra đồ chơi cho con, nhưng cha nó lại hay nghĩ ra đồ chơi như thế là làm con hư. Chẳng hạn, Hiển hay để cho con chơi đấu kiếm. Lúc tôi mang bầu, không một ai ủng hộ tôi trừ mẹ và Hiển. Điều khiến tôi quyết định chọn Hiển là anh luôn ở bên tôi, đến giờ đã 15 năm rồi. Có những lúc tôi phải ở trong bóng tối hay không có một đồng xu nào trong người, lúc đó chỉ có Hiển sẵn sàng chạy tới đỡ tôi. Ở bên cạnh tôi 15 năm nay chỉ có một người đàn ông này thôi, dù bé nhỏ nhưng anh ấy luôn ở bên tôi và bảo vệ tôi. Sinh con ra với tôi đã là một điều may mắn. Nhờ có hiển và con mà mọi người yêu thương tôi hơn. Tôi chẳng cần gì hết, sự nghiệp tôi có rồi, cái gì cũng có hết trong tay. Tôi chỉ sợ hiển hay gia đình chồng qua lưng với mình thôi. Cái tôi cần là gia đình luôn ở bên cạnh. Tôi chấp nhận phong ba bảo tố, chỉ đơn giản vì tình yêu và muốn đáp lại tình yêu của hiển. Thế nhưng, định kiến của xã hội về tình yêu cô trò vẫn là nỗi ám ảnh đeo bám tôi đến tận bây giờ. Phan Hiển nói, yêu và chăm sóc Khánh Thi không phải chuyện đơn giản với tôi. Theo tôi nghĩ nếu tôi quá nghiêm khắc thì con tôi sẽ hướng theo người chiều chuộng nó hơn, tôi rất không thích việc đút cho trẻ ăn, đã là con trai thì phải tự lập, nhưng đến bây giờ Khánh Thi vẫn đút cho con ăn. Một người cha quá nghiêm khắc sẽ khiến con cái rụt rè và có sự dịu dàng từ người mẹ thì mới dễ dàng hơn trong việc nuôi dạy con. Một người cha quá nghiêm khắc thì luôn đem lại những điều bất cập như thế Hơn thế nữa trong một gia đình Bố là người miền Nam, mẹ là người miền Bắc Và cô giúp việc là người miền Trung Tôi rất lo lắng không biết con mình tiếp nhận Cách nói chuyện như thế nào Bây giờ con tôi đã đi mẫu giáo Có gì nhất đàng hoàng rồi Nên tôi bắt con phải ngủ sớm Nếu để con ngủ muộn thì sáng dậy rất khó Thế mà Khánh Thi cứ để con tới 11-12 giờ đêm Tôi nghĩ điều Khánh Thi sợ nhất Khi để con ở nhà một mình à, Với tôi là tôi nghiêm khắc với con quá trong nghề của tôi nam phải dạy nam nên tôi phải dạy con trai tôi khánh thi là mẹ nên không thể dạy con trai được để yêu và chăm sóc được cho khánh thi không phải là chuyện đơn giản với tôi đặc biệt khi có con giống như mở ra cánh cửa mới mà tôi hay gọi là cánh cửa gia đình cánh cửa này luôn quá sức với tôi thứ nhất tuổi đời tôi còn trẻ quá thứ hai kinh nghiệm tôi không có tôi phải học hỏi tích lũy từng chút một, trong khi đó con tôi ngày càng lớn dần lên. Bởi vậy ở tuổi 26 tôi rất stress trong việc dạy con, chăm sóc Khánh Thi và lo cho sự nghiệp của mình. Với một người mới 26 tuổi như tôi, đó là điều quá lớn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.